Xin kính chào quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC 16. Thưa quý vị, trong đêm qua và sáng sớm ngày hôm nay, ở khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình, đồng bằng ven biển Bắc Bộ cũng như là Trung Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa và mưa to, lượng mưa trung bình là trên 40 mm. Dự báo trong đêm nay ngày 13 tháng 7, Nam Sơn La, Hòa Bình, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa chủ yếu dao động trong khoảng từ 20 cho tới 40 mm và có nơi là lên trên 70 mm. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, lượng mưa dao động trong khoảng từ 10 cho tới 30 mm, có nơi trên 50 mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến nằm trong khoảng từ 30 cho tới 50 mm, có nơi trên 90 mm. Từ ngày 14 tháng 7, mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm dần. Thưa quý vị và bà con, hiện đang vào vụ gieo trồng lúa hè thu trên nhiều địa phương, thời tiết mưa nhiều là điều kiện thuận lợi cho loài ốc bươu vàng sinh sôi gây hại lúa. Bà con cần chủ động các biện pháp phòng trị đối tượng này như sau. Đầu tiên là làm đất kỹ bằng phẳng, tránh để những khu vực trũng nước trên ruộng. Bắt ốc và ổ trứng bằng tay vào sáng sớm hoặc vào lúc chiều mát. Có thể sử dụng thức ăn như là lá khoai, rau muống, cây xương rồng, cành lá đu đủ, lá thầu dầu, lá mướp hay là sơ mít, dẫn dụ ốc tập trung đến ăn để dễ thu gom. Đặt lưới phên tre chặn mương nước vào ruộng, ngăn ốc xâm nhập và bắt ốc dễ dàng. Cắm các cọc tre sậy ở những chỗ ngập nước, mương kênh, tưới để thu hút ốc đến đẻ trứng và thu gom dễ dàng hơn. Dùng vôi tuy tốn công nhưng rất hiệu quả chữa ốc bươu vàng, ngoài ra còn giúp cải tạo đất, liều dùng là 500 kg trên 1 hecta. Cho nước vào ruộng sớm trước khi xạ để nhử ốc trồi lên, sau đó tiến hành cày diệt ốc. Và kết thúc bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Kính mời quý vị và bà con cùng theo dõi.